Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Như các bạn thấy trên màn hình, đây là một cái ứng dụng chỉnh sửa video từ giúp các bạn tạo những cái video từ hình ảnh hoặc là từ những cái video mà các bạn cài sẵn nhé. Ứng dụng này là một ứng dụng nội bộ của bên Oppo, họ phát triển trên các dòng máy của Oppo và Realme nhé. Đây là một cái ứng dụng nội bộ. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ ứng dụng này với tất cả các bạn để các bạn có thể sử dụng và chỉnh sửa những cái hình ảnh video của các bạn để đăng lên TikTok hoặc là các mạng xã hội khác nhé. Đấy, mình sẽ để cái link tải của cái ứng dụng này ở phía dưới phần mô tả của video, các bạn click vào đó. Đây, sau khi các bạn click vào đây, click vào cái đường link đó hoặc là các bạn copy lấy đường link đó và dán lên trên một trình duyệt khác nhé. Đó, nó sẽ có cái giao diện thế này. Các bạn bấm vào cho mình cái chỗ hình mũi tên đi xuống thế này. Các bạn đừng bấm vào đăng nhập nhé. Đó, nó sẽ ra như thế này. Tại đây các bạn bấm vào chỗ vẫn tải xuống này. Đó. Rồi, mình sẽ xóa đi nhá. Để làm lại từ đầu luôn. Rồi, sau khi tải xong thì các bạn cài đặt như bình thường thôi. Các bạn tải về mục nào thì các bạn vào mục đó để cài đặt nhé. Đó, mình sẽ cài đặt. Bạn nào mà chưa cấp quyền cài đặt ứng dụng bên thứ ba ấy thì các bạn bấm vào theo hướng dẫn của cái điện thoại của các bạn nhé, rồi cấp quyền cho nó thì mới cài đặt được nhá. Ứng dụng này nó có dung lượng 120MB, một ứng dụng khá hay, độc quyền và không phát hành trên CH Play nhé. Nếu mà các bạn tải ở trên mạng về á, internet về á, không tải từ cái file mà mình chia sẻ là sẽ không có tiếng Việt đâu nhá. Rồi, sau khi cài đặt thì các bạn mở lên, nó sẽ có cái giao diện thế này. Bấm vào đồng ý và tiếp tục này. Đó, tại đây thì các bạn tắt đi. Đó, đây là giao diện chính của nó. Các bạn có thể bấm vào chỗ tôi này để đăng nhập nhé. Đó, đây mình chưa đăng nhập nhé. Rồi mình sẽ bấm vào đây để đăng nhập này. Đấy. Lỗi gì ta? Bị lỗi rồi. Rồi, vậy là cái phần hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng Solo, một ứng dụng tạo video ngắn rất phù hợp cho các bạn nào mà hoạt động trên TikTok nhé. Có rất nhiều hiệu ứng khung các kiểu để các bạn có thể lựa chọn và làm những cái video ngắn. Chúc các bạn làm thành công nhé. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.